Xin chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại phòng điều trị viêm năng lông tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Royal. Đây là chị khách hàng sau khi mà một quá trình điều trị viêm năng lông và đã rất là hiệu quả rồi. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái quá trình trước khi mà chị đến đây cũng như là trong cái quá trình điều trị thì khách hàng sẽ phản hồi như thế nào nhé. Xin chào các bạn, đây là tình trạng của khách hàng nhà mình trước khi mà điều trị viêm năng lông bên mình nhé. Các bạn có thể xem trực tiếp ở đây nhé. Thì tình trạng khách hàng của mình trước khi mà điều trị là sẽ rất là nhiều những cái nốt sần màu đỏ nè, và trên bề mặt da của khách hàng thì kèm theo những cái mảng màu đen và thâm, và khi mà mình sờ tay vào trên bề mặt da thì mình cảm thấy rất là sần và giống như là mụn cóc vậy đó. Và lông của khách hàng thì bị bít tắc và mọc ngược và bên trong không thể mọc thẳng được, đặc biệt là lỗ chân lông rất là to. Khi mà khách hàng cạo nhổ ấy, thì mình sẽ cảm nhận được là trên bề mặt da sẽ rất là nhiều những cái vảy trắng. Đó, tình trạng rất là nặng, bạn này bị trên 10 năm rồi. Và đây là kết quả sau khi điều trị nhé. Đây, mọi người xem nhé. Đây là hình ảnh bằng camera thường của iPhone bên mình chụp hình. Sau khi mà điều trị xong thì khách hàng đỡ được hẳn 95%. Và làn da của khách hàng là phải nâng được tông lên được tầm 2-3 tông da, và đặc biệt là lỗ chân lông là thu nhỏ lại luôn. Hầu như là bây giờ khách hàng rất là tự tin khi mà mặc những cái bộ váy ngắn nè, hoặc là những cái bộ áo sát vai nè. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem là tình trạng mà trực tiếp khách hàng nằm ở đây da thật như thế nào tại livestream này luôn các bạn nhé. Sẽ không xem hình ảnh nữa nha. Đây. Leo cho khách hàng nhà chị xem cái vùng cánh tay của em sau khi điều trị nha. Camera quay cận lại giúp chị. Đó. Bây giờ mình sẽ so sánh. Đây, hai vùng da khác nhau hoàn toàn, một trời một vực luôn. Đấy. Bây giờ các bạn có thể xem được là tình trạng viêm năng lông mà trước khi bạn điều trị là hầu như là 100%, còn bây giờ là giảm được hết là 100% luôn rồi. Và da của bạn rất là đẹp. Có thể là nói là trẻ hóa là thật sự luôn ấy. Đó, thì chỉ sau một quá trình điều trị viêm năng lông thì khách hàng nhà mình đã được kết quả như thế này đây. Đây, thì bây giờ mình sẽ hỏi sơ qua về khách hàng nhé. Thì Leo cho chị hỏi là trước khi mà em qua bên chị điều trị ấy, thì em đã từng đi những nơi nào và em đã từng sử dụng những sản phẩm gì rồi mà em mới tới bên chị để điều trị ấy? Dạ, em cũng đi nhiều nơi, em đi khám da liễu, rồi em uống thuốc nam, thuốc bắc, rồi mua kem, uống hết. Khách hàng nhà mình đã từng đi rất là nhiều nơi điều trị, uống cả thuốc nam và thuốc bắc rồi nhưng mà không đỡ. Thế thì cơ duyên nào mà em biết được bên chị điều trị cái viêm năng lông này? Tại vì khách hàng nhà chị là chủ yếu là khách hàng giới thiệu đấy. Dạ, em biết trên Facebook. Đó. Thì đây là khách hàng nhà mình đã tình cờ tìm trên Facebook và tìm được ra một cái chỗ điều trị viêm năng lông quá là uy tín như bên chị. Thì bây giờ khi mà sau khi mà em điều trị thì em cảm thấy kết quả và sự hài lòng nó như thế nào? Em thấy rất hài lòng, nó đỡ rất là nhiều. Em có thể xem nè, đây là tình trạng trước khi mà em điều trị nè. Còn nhận ra không? Nó bị rất là dày và những cái nốt mụn rất là sần luôn. Và sau khi mà điều trị xong thì cái làn da của em là hầu như là 100% là sạch luôn á. Bên tay phải nữa này. Đó, mọi người có thể xem nhé, cận cảnh luôn. Và khách hàng này có đăng ký thêm triệt lông bên nhà mình bởi vì được quá tin tưởng về cái kết quả luôn. Thì bây giờ là chị cũng muốn giải thích luôn cho em một lần nữa, và cũng như các khách hàng mà đang thắc mắc về cái công nghệ bên chị thì sẽ làm cái bước như thế nào. Hiện tại là bên Viện Thẩm mỹ Quốc tế Royal là đang độc quyền cái phương pháp điều trị viêm năng lông bằng laser và đẩy tinh chất sâu vào bên trong lớp hạ bì của chúng ta. Thì bước đầu tiên thì khách hàng sẽ được làm sạch và ủ tê. Sau đó thì sẽ dùng laser ở mức độ là phân giải những cái viêm năng lông trên bề mặt da để bóc tách những cái viêm năng lông này, tách ra khỏi cái vùng da của mình. Và sau đó thì sẽ dùng cái máy công nghệ cao để đẩy cái collagen vào sau cái lớp hạ bì. Sau đó những cái collagen này sẽ có nhiệm vụ là tăng sinh thêm sợi collagen và làm da của chúng ta càng ngày càng dày và chắc khỏe hơn. Và sau đó một tuần thì khi mà viêm năng lông và những cái gì mà xấu ở trên bề mặt da của chúng ta nó nằm trên lớp biểu bì, nó sẽ bị tách ra khỏi cái làn da bình thường. Và một tuần là khách hàng sẽ cảm giác là hiện tượng là hơi bị ngứa và châm chích nhẹ, bong vảy nhẹ. Thì sau một tuần thì những cái viêm năng lông nó đều bị bật lên hết. Đó là cái nguyên lý hoạt động cũng như là cái phương pháp bên mình để điều trị cho khách hàng. Và cho chị hỏi thêm là khi mà em điều trị cái phương pháp này thì em có cảm giác đau không? Chị hơi đau, hơi nhẹ nhẹ. có chịu được không? Đó, thì đối với phương pháp này thì bên Viện Thẩm mỹ Quốc tế Royal xin cam kết với khách hàng là khi mà điều trị thì khách hàng sẽ không cảm giác là đau rát hoặc là khó chịu gì hết, và thời gian điều trị thì chỉ mất khoảng tầm 40 phút trong quá trình điều trị thôi. Đó, cho nên là những khách hàng mà đang muốn điều trị thì hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Còn về vấn đề mà cam kết thì bên mình sẽ cam kết bằng giấy tờ, sẽ có hồ sơ, sẽ có hợp đồng cho khách hàng. Và nếu như mà bên mình điều trị không hiệu quả sau 10 ngày thì bên mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ hoàn tiền là khách hàng ngay luôn. Đó, đó là những cái thắc mắc mà tôi muốn chia sẻ cho mọi người ở đây. Ok, đó là những cái chia sẻ cụ thể tận tâm của khách hàng cũng như là của chuyên gia điều trị viêm năng lông. Thì đó là một kết quả rất là xuất sắc đúng không? Mọi khách hàng khi mà đến đây đều sẽ được soi da trên máy siêu vi điện 3D, kèm theo đó là có những phác đồ cụ thể riêng biệt để làm sao điều trị cam kết chuẩn hết hoàn toàn 100%. Và quý khách hàng đang có tình trạng bị viêm năng lông ở vùng tay, chân, lưng thì hãy để lại số điện thoại trực tiếp tại dưới video livestream này. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là đưa ra những phác đồ, những cái câu hỏi trả lời thắc mắc để mọi người có thể yên tâm đến và điều trị nhé.